Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong trường học ở tất cả các cấp học từ bậc mầm non đến đại học, nhằm góp phần giúp học sinh, sinh viên hình thành kỹ năng vận động, phát triển thể lực một cách toàn diện. Tuy nhiên, công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học hiện nay còn nhiều khó khăn, bất cập, nên chất lượng vẫn chưa được như kỳ vọng. Trường Trung học cơ sở Trương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, với hơn 900 học sinh, nhưng khuôn viên và sân chơi nhà trường chỉ vỏn vẹn gần 400 mét vuông. Và do không có nhà thể chất nên khi trời mưa, môn học thể dục cũng không có không gian để học sinh vận động. Không nhà thể chất trong khu vực khuôn viên trường nhỏ này thì rất bất tiện cho bọn tôi, rất khó khăn cho bọn tôi khi bọn tôi phải cho con gần như là quản lý các con ở trong lớp, chứ không cho các con được ra ngoài sân, vì ngoài sân bây giờ gần như là diện tích không có khoảng trống. Thiếu nhà thể chất cũng như không gian rộng để phát triển các môn thể thao cũng là một thực tế của nhiều trường học tại Hà Nội hiện nay. Nhiều trường dù muốn kết hợp đưa nhiều môn thể thao đến học sinh, nhưng do quỹ đất hạn chế nên cũng không thể thực hiện được. Thì có các môn thể dục, thể thao như là cầu lông, đá cầu với cả là bóng rổ. Thì các môn học đó thì cũng rất là thú vị và khiến con rất là hào hứng. Và nếu mà có môn nhu cầu thì con muốn thêm được môn bóng đá, vì đấy là môn con khá là thích. Không gian thì chẳng phải mỗi mình trường Trương Vương, mà cũng là cái số đông của rất nhiều trường, trong đặc biệt trong nội thành. Vì vậy thì nhà trường mới phải kết hợp bằng cách là chẳng hạn như là cho các em kết hợp với những nơi khác để các em có thể là đến gia đình cho con đến nơi đó, để các em có thể tập, ví dụ chẳng hạn như đến nơi đó để học bơi, có thể học những cái môn thể thao mà nó cần một cái không gian lớn hơn. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội, vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam, triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Theo các chuyên gia, giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường là nội dung quan trọng, góp phần rèn luyện thể lực cho học sinh, từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động rèn luyện, giúp các em đảm bảo sức khỏe trong hoạt động học tập và phát triển thể lực. Tuy nhiên, việc quan tâm đầu tư cho vấn đề này tại nhiều trường vẫn còn rất hạn chế. Trong chương trình cũ thì các con đều có các số tiết học bình thường, thế nhưng mà cái việc đánh giá của giáo dục thể chất so với các môn học khác thì nó đang được xếp nhẹ hơn, nó chỉ được coi là mà đạt hay là không đạt ở trong trường học thôi. Chính vì vậy mà trong khi con phải theo đuổi rất nhiều các môn học quan trọng khác nữa. Thì nó là một cái điều rất là quan trọng để giúp cho chúng ta là cân bằng giữa cái cuộc sống công việc với cả cái cuộc sống cá nhân, giúp cho chúng ta có thể là cân bằng lại những cái hoạt động tinh thần của chúng ta, và qua đó thì sẽ có thêm được những cái giờ học tập hoặc là làm việc một cách hiệu quả hơn. Nhưng mà những cái thói quen này thì cần phải được đưa vào trong cái hoạt động hàng ngày của các em ngay từ khi còn nhỏ, nó trở thành một cái thói quen thì về sau các con mới phát triển được nên những cái sở thích. Một nghiên cứu mới đây cho biết tình trạng lười vận động của học sinh sinh viên Việt Nam đang ở mức đáng báo động. Hiện nay về cơ bản, thanh thiếu niên Việt Nam đã được đủ đáp ứng chất dinh dưỡng, tuy nhiên đủ dinh dưỡng cũng không có ý nghĩa gì nếu thanh thiếu niên lười vận động. Theo Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là một trong 10 nước mà người dân lười vận động nhất thế giới. Vì vậy, công tác đổi mới môn giáo dục thể chất, từ đó truyền tình yêu thể thao đến học sinh, sinh viên là một việc làm vô cùng cấp bách và quan trọng.